Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi đề cập đến cái pháp gọi là 11 pháp của người chăn bò. Và rồi sẽ so sánh 11 pháp của thầy Tỳ Khưu trong giáo pháp này hoặc của người tu trong đạo cũng cần phải nương nơi 11 pháp đó để hiểu đường lối tu hành. Lẽ thường người chăn bò có những cái pháp như sau đây. Điều thứ nhất, nạ ru pa nhu hô tí. Điều thứ nạ lạc khả nạ cu lô hô tí. Điều thứ ba, nạ a sa tị căng sa tê tạo hô tí. Điều thứ tư, nạ vạn năng pa địch cha đê ta hô tí. Điều thứ năm, nạ thu măng cát ta hô tí. Điều thứ sáu, nạ tịch thăng gia na tí. Điều thứ bảy, nạ pị tăng gia na tí. Điều thứ tám, nạ pi thăng gia na tí. Điều thứ chín, nạ cô chà ra cu sa lô hô tí. Điều thứ mười, nạ vạ xê sa đê hi hô tí. Điều thứ mười một, ye tê u sa pha go pi ta rô go pa ri na ya ka te na a ti re ka pu cha ya pu che ta hô tí. Và đây sư sẽ lần lượt giải từ đều từ chi cho chư Phật tử dễ hiểu. Tôi sẽ tùy tiện giải thích ra từ đều từ chi cho quý vị dễ hiểu. Cái đều thứ nhất dịch nghĩa là không biết sắc của bò. Đều thứ nhì dịch nghĩa là không biết dấu hay là sải của bò. Rồi điều thứ ba là không biết gạt bỏ những cái con dòi hay là những cái trứng ruồi cho bò. Điều thứ tư không biết băng bỏ những mục rễ cho con bò. Điều thứ năm là không biết uông khỏi cho bò. Điều thứ sáu là không có biết chỗ cho bò uống nước. Điều thứ bảy là không biết bò đã uống nước rồi hay chưa. Và điều thứ tám không biết đường đi cho bò. Điều thứ chín không rành chỗ cho bò ăn. Điều thứ mười là nặng hết sữa bò. Điều thứ mười một là không chăm nom săn sóc con bò chúa đàn, bởi vì con bò ấy là phụ huynh, là thủ lĩnh của cái đàn bò. Trong 10 cái nguyên nhân hay là 10 cái điều kiện này, cũng có thể nói là 10 cái pháp này, là làm cho người chăn bò thất lợi. Vì lẽ thường theo phong tục xưa cũng như nay, người ta nuôi một bầy bò, phần nhiều chỉ có một con bò chúa đàn, tức là con bò đực, đa số con bò cái để người ta lấy sữa. Ai có đi Ấn Độ hoặc là ai có đọc sách nói về vấn đề Ấn Độ, nói về bò rồi thì dễ hiểu cái việc này, là luôn luôn người ta nuôi bò để ta lấy sữa. Cái vị ngon của bò tức là sữa. Người nào không làm được 11 cái việc như đã kể thì kể như là người đã thất lợi, không có nếm được cái vị ngon của bò. Và cuối cùng họ không hưởng được. Do đó cái công phu mà có nuôi bò nhưng không hưởng được thì kể như là rất lộ lã. Đem lại so sánh cái pháp trong nhà Phật dành cho các thầy tỳ kheo, dành cho tất cả chư thiện nam tín nữ, người muốn tu học tìm đạo cao thượng, tìm đường giải thoát, thì có cả phải 11 cái pháp. Điều thứ nhất, người chăn bò không biết sắc, nghĩa là con bò đen hay con bò trắng hay con bò vả, sao không biết rõ. Thì thầy Tỳ Khưu cũng vậy,
hay là người tu cũng vậy, không biết cái sắc thân này do tử đại giả hiệp, do các liên hệ sắc hay hoặc là tử đại sắc. Tử đại sắc tiếng Phạn gọi là Mahabhuta Rupa, tức là đất nước gió lửa. Những cái đó nó sẽ làm cho có cái thân này, đàn ông, đàn bà, già trẻ, mạnh hiểu vân vân. Nếu chúng ta không hiểu được mà chúng ta chỉ hiểu rằng thân của ta, đây là thân ta, kia là thân người, đây là ta, đó là họ, vân vân, có sự riêng biệt, có sự cố định như thế đó, thì chắc chắn tất cả những phiền não, những nghiệp chướng, những tội lỗi nó sẽ phát sinh đầy dẫy, và ta sẽ cố chấp, ta sẽ thiên chấp, không biết làm sao mà nhận định ra được. Còn nếu trường hợp nếu trường hợp mà ta biết rõ nó chỉ là đất, chỉ là nước, gió, lửa, thì có lẽ liền đó mỗi chúng ta sẽ giảm bớt đi, hoặc là sẽ dứt hẳn đi những cái sự cố chấp cho là ta. Bao giờ ta không cố chấp hay là không mê muội mà ngộ nhận, thì tất nhiên ta sẽ không sân si tham lam phiền não với những cái ta đó. Vì vậy mà đầu tiên hết, cái người chăn bò phải biết bò của mình đen hay là trắng, cái màu sắc ra thế nào. Người hành đạo bậc tỳ kheo trong Phật pháp cũng biết cái sắc thân này nó chỉ là tử đại giả hiệp, tùy nhân duyên sanh rồi tùy nhân duyên diệt, cứ như vậy. Nhưng mà nó bị có cái nghiệp nâng đỡ, rồi phải liên tục sanh trưởng mà liên tục chịu khổ. Do đó chúng ta phải cố gắng tu trì, làm thế nào để cho sáng suốt lên, không còn minh mẫn tối mê để ngộ nhận là ta là của ta nữa. Nhờ như vậy cái tâm nó không có mê chấp từ tiếng nói, từ cử chỉ, từ cái gì mà có tính cách phiền não, tội lỗi hay là nghiệp chướng, chúng ta dẹp bỏ nó đi được. Đó là điều mà chúng ta mong mỏi. Cái thứ nhì, người chăn bò không biết dẫu bò, có nghĩa là thấy cả bầy bò không biết con nào của mình, bởi vì không làm dẫu được, không hiểu con nào của mình cả, rồi không biết làm sao, thấy theo con nào cũng giống giống con nãy, không biết làm sao cả. Bây giờ thầy tùy theo trong Phật pháp hay là người hành đạo phải biết cái nào tà, cái nào chánh, cái nào tội, cái nào phước, và đồng thời phải biết người nào là người tội lỗi, người nào là người lương thiện, biết rõ cái nào tội, cái nào phước, và biết rõ người nào tội, người nào phước. Được như vậy thì chúng ta nhận định một cách chính xác, và tất cả những cái hành động cũng như tất cả những cái cử chỉ của con người ở xã hội này sẽ không lầm lạc ta được, sẽ không làm thế nào để mê hoặc ta được, mà chắc chắn ta sẽ không bị họ mê hoặc. Là bởi vì cái nào thiện ta biết, cái nào ác ta biết, cái người nào lành ta biết, người nào dữ ta biết. Cũng như cái người chăn bò, họ biết cái xoáy, cái dấu của con bò của họ, thì dễ gì ai mà lùa bò của họ đi được. Chắc chắn con bò của họ giữ kỹ càng, không bị mất, không bị người khác lùa bò đi, ăn cắp bò đi. Cái điều này thật là quan yếu, và người Phật tử sáng suốt phải cần có. Bao giờ có thì sẽ không bị lầm lạc, và tất cả những cái tà sư ác hữu, những cái ông thầy bói, ông thầy bùa, ông thầy tướng, ông thầy gồng ngại gì, họ dùng cái phép lạ gì để mà dọa nạt ta hay là để mà khủng bố ta, ta vẫn xem thường, ta vẫn coi đó là đồ chơi, không ăn thua. Ta chỉ trụ vững trong tam bảo mà thôi. Vậy. Và ta chỉ đi trên con đường
chân lý của Phật dạy mà thôi. Đó là điều thấy nó vững vàng, bởi vì ta biết bò của ta có cái xoáy gì, có cái dấu thế nào, không ai gạt ta được, và ta sẽ không bị mất bò. Còn điều thứ ba đó, nói rằng người chăn bò không biết gạt những cái trứng ruồi hay là giòi tựa cho bò, cũng như thầy tỳ kheo tu mà không biết trừ diệt cái tâm tà tư duy. Cái tâm tà tư duy nó sẽ có hại, nó sẽ làm cho cái người hành đạo đó phải hư hỏng không tốt. Và cái tâm tà tư duy đó ví dường như những cái con tựa hay là trứng ruồi, mà nó làm cho sau này sẽ đục khoét cái thân con bò hư hỏng, coi giòi rồi to lớn. Thân tâm của người hành đạo, nhất là bậc xuất gia muốn tìm đường giải thoát, thì cái vấn đề tà tư duy cần phải cẩn thận, cần phải đặc biệt mỗi khi nó phát sanh lên phải gạt bỏ nó đi, phải dứt trừ nó đi. Có lẽ quý vị cũng đã nhớ tà tư duy có ba điều. Điều thứ nhất là nghĩ ngợi trong tình dục, trong cái sự tham lam ham muốn dính mắc trong cõi đời. Điều thứ nhì là suy nghĩ tìm phương kiếm cách để giết, để hại, để hủy hại người khác. Điều thứ ba là suy nghĩ những cái sự làm khổ hay là lẫn lướt, mặc dù không đến độ giết hại nhưng lẫn lướt làm khổ chúng sanh khác. Với tâm niệm như vậy hay là với mưu sâu kẻ độc như vậy, nó phát sanh lên giờ phút nào trong tâm, thì đó nhà Phật kêu là tà tư duy. Mà tà tư duy đó ví dường như là trứng ruồi, ví dường như là con tựa con giòi, ta phải gạt nó đi, nếu không nó sẽ trưởng thành lên và nó sẽ làm cho đục khoét hư cản cái thân mạng của con bò. Thì mình cũng vậy, tà tư duy nếu mà không trừ diệt khi nó phát sanh rồi, một trong ba cái tà tư duy đó kêu bằng cam á, vitakka, apiyapada vitakka và vị hưng sa vitakka, trong ba cái đó, suy nghĩ tình dục, suy nghĩ hiếp hại và suy nghĩ làm khổ chúng sanh, trong ba cái tà tư duy đó mà nó phát sanh giờ phút nào, ta phải mau mau trừ diệt nó. Nhất là bậc xuất gia, bậc xuất gia có cái tà tư duy thứ nhất, nếu mà để trong tâm, có nhiều khi tu không nổi, có nhiều khi phải xả giới hoàn tục, hoặc là có nhiều khi không xả giới thì lại ở trong chùa tu lôi thôi bậy bạ, không đúng đắn trong sạch như vậy đó. Cho nên cần phải trừ diệt tà tư duy, giống như người giữ bò mà họ gạt cái trứng ruồi, gạt giòi, gạt tựa như vậy đó. Chúng tin ví dụ rõ ràng như thế đó. Còn điều nữa là nói rằng người chăn bò không biết đắp một rễ cho bò, cũng như thầy tỳ khưu không biết thu thúc lục căn, không biết nhiếp tâm thanh tịnh, cứ việc thả luống, suy nghĩ tà cũng để, nghe những điều tà cũng để, nếm những cái gì say sưa cũng để, cứ chiều theo dục vọng, sắc thinh hương vị xúc nó xâm nhập vào, mà không biết thu thúc, không biết chế ngự cái tâm để cho thanh tịnh, thì rồi không bao lâu nó sẽ lỡ tài quầy, cũng như một cái mục rễ to của con bò. Cái mục rễ to của con bò mà nếu không đắp, không bỏ, không xức thuốc, không biết làm mấy cái việc đó cho nó, thì chắc chắn cái mục rễ sẽ lỡ to và con bò phải chết. Thì người hành đạo nếu để cho lục trần mà nó xâm nhập vào lục căn, rồi không biết thu thúc, nhất là không biết nhiếp tâm thanh tịnh, khi nào thấy sắc nghe tiếng ngửi mùi nếm vị hay là xúc động mà không biết lo mau mau thu thúc hồi tỉnh, hoặc là khi nào có tâm tư đối với trần cảnh, nhất là pháp trần bên ngoài, thì mau mau phải thu thúc nó, phải chế ngự nó, phải nhiếp tâm thanh tịnh. Thì được như vậy, cũng như là ta biết băng cái mục rễ cho con bò, chắc chắn nó sẽ lành và nó sẽ được an toàn mạnh giỏi. Người hành đạo cũng vậy. Đức Phật ngài khen vị tỳ khưu nào biết thu thúc,
giới hành biết thu thúc lục căn. Thiện nam tới nữ cũng phải bắt chước như vậy, mặc dù không được thu thúc kỹ càng lắm, bởi vì ở ngoài đời cả ngày tới tối, ở chung trà với gia đình thê tử, với công ăn việc làm cả ngày tới tối, rất khó vấn đề thu thúc. Nhưng tuy vậy, các cái việc nào to lớn, các cái việc nào nó hơi có vẻ tội lỗi nhiều, và các cái việc nào thấy nó có vẻ hơi phiền não nặng nề to lớn, cũng nên cố gắng lãnh được chừng nào tốt chừng ấy. Cố gắng làm sao để mà lãnh, đừng có ôm ấp vào. Đại khái như khi ta nghe ai nói cái gì có tính cách nó trái với ý ta, bất đồng ý kiến với ta, thì ta mau mau giữ cái tâm cho nó thanh tịnh, đừng để cho người ta có một cái sự buồn phiền, hoặc là mình buồn phiền ta, hoặc ta buồn phiền mình, hoặc là trách móc, hoặc là cố chấp, hoặc là đi lần tới cái chỗ gây thù kết oán, nó không hay. Tất cả tội lỗi, tất cả phiền não, tất cả sự thù oán và làm khổ lẫn nhau, dùng quyền lực, dùng súng ống, dùng gươm giáo, là bởi vì ở nơi con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, thân và tâm không biết thu thúc. Mỗi cái chuyện gì chút chút cái nó trở thành ra đại sự, cũng như cái mục rễ, nó chỉ là một cái mục thôi, nhưng mà không biết sức rễ, không biết băng bó, lần lần cái nó lỡ tề quầy ra, nó to lớn ghê lắm. Đó là điều quan hệ nhất ở trên bước đường tu tập. Vì vậy cho nên cái sự thu thúc lục căn không phải là kém phần quan trọng, mà cũng phải cần nhiều nhiều mới được. Còn điều nữa là người chăn bò không biết ôm khỏi cho bò, thì thường thường bò đó nó đâu có mặc áo, nó phải nhờ khỏi rồi này kia nó được ấm áp, và đồng thời nó khỏi muỗi, khỏi lằn này kia, nó mới có thể khỏe mạnh. Thì một sự ôm khỏi như vậy cũng là có một phần thắng lợi cho nó, an toàn cho nó để nó sống, rồi nó mới sanh trưởng được nhiều, mới phát lợi, hoặc là nó có sữa. Thì người tu trong đạo cũng vậy, không những là thu thúc lục căn mà thôi, ta còn phải ung đúc cái đức tin của ta, ta còn phải ung đúc cái đạo hạnh của ta. Những cái phước lành nào mà ta đã làm, phần nhiều chúng ta đã xuất gia rồi hay là tại gia một thời gian lâu, khi nào nghe có vị sư nào, nghe có một Phật tử nào kém cỏi, thì chúng ta lấy đó làm đều, lấy đó làm gương, rồi chúng ta đâm ra chán nản. Cái đó là dại vô cùng. Chúng ta không biết thu thúc, không biết ung đúc cái đức tin của chúng ta, không khéo chúng ta mượn cái đó rồi đem lại cái không ung đúc được đức tin ta, mà còn hư hỏng nữa. Hơn đó nữa là vị tỳ khưu nào không từng thuyết pháp giảng kinh, hoặc là không đem cái đạo chân chánh lành mạnh ra để giảng dạy cho người đời nghe, biết tà, biết chánh, biết dạ, biết chân, biết tội, biết phước, biết ơn cha nghĩa mẹ, vân vân, thì như vậy không ung đúc được cái đức tin của tín đồ, như vậy không ung đúc được cái đức tin của các bậc xuất gia. Dù họ có đức tin xuất gia đó, nhưng mà ta không có ung đúc để cho nó trưởng thành thêm nữa, cho nó lớn mạnh thêm nữa, cho nó có một cái năng lực tu hành chân chánh, giới định huệ trang nghiêm trong sạch. Cũng như thiện nam tín nữ có đức tin chân chánh mới đến ngồi chùa, đến quy y, đến dự giới, nhưng nếu không thuyết pháp giảng kinh, không dạy đạo cho thường thường, không ung đúc được cái đức tin của tín đồ, thì không làm sao mà khiến cho tín đồ càng ngày càng nảy sanh cái đức tin chân chánh. Rồi trái lại đi kiếm phương cách này phương cách nọ để mà nói xấu nhau, hoặc là để bôi nhọ nhau, thì cái đó là tai hại vô cùng, đi sải với cái đường lối của người chăn bò. Bởi vì người chăn bò không biết ung khỏi cho bò, thì cũng như thầy tỳ khưu không biết ung đúc cái đức tin cho bản thân mình, và ung đúc cái đức tin cho tăng đồ tiễn đồ. Cho nên bổn phận thầy tỳ khưu phải luôn luôn thuyết pháp giảng đạo, và phải nói những cái lời chân chánh trong sạch, hướng dẫn cho mình, hướng dẫn cho chư tăng tiễn đồ trên bước đường tốt đẹp. Đó là cái việc ung đúc đức tin, ví dường như người chăn bò họ biết ung khỏi cho bò vậy đó. Còn cái điều nữa, nói rằng người chăn bò không biết chỗ cho bò uống nước. Thường thường cái người chăn bò mà không biết chỗ nào có nước tốt để cho bò uống thiệt là cả vấn đề khờ khạo.
cũng như người hành đạo hay là thầy tỳ kheo mà không biết bậc thiện trí thức, không biết ai là người tu đúng, ai là người tu sai, rồi cứ đến đầu thôi. Ông nào hơi già cả mà bên ngoài làm vẻ có đạo mạo, làm viên giảng, làm có vẻ bộ tịch ấy. Hay là ông nào khéo nịnh bợ, khéo chiều chuộng, ông nói ăn nói có bộ hơi ngọt ngọt, ông hay đến nhà chơi, ông hay gặp cũng cho bánh cho trái con cháu mình, ông hay gửi kẹo gửi quà rồi ông tặng thưởng, hoặc này kia ông nịnh bợ, ông làm đủ cái cách để mà làm mua chuộc, thì mình là quỷ cho ông đó. Còn mấy cái ông nào mà có tu hành giới hạnh thế mấy, mình cũng lơ lơ là phần nhiều cái ông mà tu hành giới hạnh là ông đó lại không có đi nịnh bợ, không có đi làm quen làm biết lắm, chỉ lo tu lo hành, lo làm cái trách nhiệm nào tận tụy hy sinh cho đạo cho pháp, cho bản thân mình tu trì làm sao cho thanh tịnh thôi. Thậm chí có khi thiện nam tín nữ dân cũng đồ nhiều, các ngài còn rầy là khác nữa. Cái điều này có lẽ quý vị nào Phật tử thâm niên cũng thấy, như ngài Hội Tông, ngài ai nói ngài rầy, nghĩa là có cái ngài rầy cũng hơi nóng, cũng họ cũng bức dậy, nhưng mà chỉnh cái ví dụ như không lo dự giới, không lo tu hành tinh tấn, mà cứ lo dân cũng đồ đem đồ cho nhiều hoặc đem đồ cho ngon để dân, chính ngài Hội Tông ông cũng thường rầy, không cho ông biểu phải lo tu hành cho nhiều hơn, lo dự giới cho trang nghiêm cho tốt, chứ còn mà cứ lo dân cũng rồi giới hạnh không lo giữ, thiền định không lo làm, thì Đức Phật ngài cũng khen các bậc mà tu hành chân chánh, người ta không có đi nịnh bợ, không đi làm gì hết, mà người ta lại còn ngăn chặn bớt cái sự lợi lộc nữa. Và nếu khi mà nó đã phát sanh chân chánh, khi nó đã phát sanh chân chánh thì các ngài lại còn chia sớt cho các bạn phạm hạnh, các đệ tử, các môn đệ nào mà mới tu chưa có đức độ, người ta chưa có dân cũng mấy đó, thì chia sớt cho họ, đó là cái đề rất tốt. Trong khi cái người chăn bò không biết chỗ cho bò uống nước, cũng như người hành đạo không biết các bậc thiện trí thức là ai, thì chắc chắn bước đường tu nó không tiến. Điều nữa là người chăn bò mà không biết bò nó đã uống nước rồi hay là chưa, thì cũng như thầy tỳ kheo, trong khi các bậc trưởng thượng thuyết pháp giảng kinh dạy đạo, mà các thầy tỳ kheo cũng như tất cả tín đồ nào là thỉnh giả ngồi đó, rồi không có làm cho cái tâm hoan hỷ vui thích trong cái pháp mà của các bậc thiện trí thức đang giảng dạy đang thuyết. Vì khi mà nghe được những cái điều lành lẽ chánh, điều hay lẽ phải, thì tất nhiên tâm của chúng ta nó sẽ mát mẻ, nó sẽ sáng suốt, nó sẽ hiền lành, nó sẽ thâm nhập vào trong cái dòng pháp, ý là chúng ta thiệu duyên thiệu phước. Chứ còn nếu người mà đại duyên đại phước trong khi được gặp Phật thuyết pháp, thì chẳng những là nghe mà biết chân lý, còn giác ngộ đạo quả cao siêu nữa kìa. Đến độ có nhiều người đạo Bà La Môn có thể ngoại đạo, mà trong khi họ được nghe Phật thuyết pháp, cái rồi họ giác ngộ liền và họ xin xuất gia tu theo chánh pháp liền. Bấy nhiêu đó chứng tỏ rằng cái bậc cao minh, cái bậc hiền triết cũng phải nhờ nghe chánh pháp mới đạt được thánh đại thánh quả, giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên trong khi người nghe pháp phải làm cho cái tâm mình vui vẻ mát mẻ trong cái pháp, cũng như biết rõ là bò đã uống nước rồi. Còn nếu không thì kể như là mình không biết nuôi bò, chăn bò mà không biết bò có đã uống nước rồi hay chưa. Còn một điều nữa, người chăn bò mà không biết cái lối cho bò đi nó được an toàn, tốt đẹp, đúng đắn, khỏi bị gai gốc, khỏi bị sụp hầm sụp hố. Ví như người hành đạo mà không đi đúng theo con đường bát chánh đạo, tức là lựa con đường tắt nào đi, mà chính chánh đạo Đức Phật đã kêu là chánh đạo, thì tại sao còn có con đường tắt nữa? Khi nào con đường cong thì mới có con đường tắt. Trái lại, đã kêu chánh đạo thì không kêu có con đường tắt. Mà Phật giáo ở Trung Hoa truyền sang ở Việt Nam lại có tổ chức rằng cái con đường tắt, nhất là tu tịnh độ, thì người ta cho đó là con đường tắt, và người ta cho rằng con đường đó nó đi mau tới. Thì thật ra theo tôi nghiên cứu kỹ càng và căn cứ trong cái bài pháp này,
Tôi thấy là Đức Phật nói rằng người chăn bò không biết lỗi cho bò đi, cũng như thầy tỳ khưu tu mà không hành đúng theo lối bát chánh đạo thì chắc chắn nó không phải là con đường đi tới niết bàn an vui giải thoát, vượt khỏi vòng sanh tử luân hồi, mà rồi nó chỉ lẩn quẩn, nó chỉ sụp hầm xịa hổ trong vòng sanh tử mà thôi. Sanh sanh tử tử, khi thì lặn hụp xuống bốn đường ác đạo, khi thì may mắn được làm người hay làm trời tối đa vậy thôi, rồi nó trở lên trở xuống, nó cứ lặn quẩn lanh quanh, nó cứ lặn hụp ở trong sông mê bể khổ mà không có lối thoát. Bây giờ ta muốn lối thoát, ta phải đi đúng theo con đường bát chánh đạo của Phật dạy mà thôi. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bao giờ chúng ta thực hành đúng theo đường lối đó thì gọi là người chăn bò biết lỗi cho bò đi. Còn điều thứ 9 là người chăn bò không biết chỗ rành rẽ cho bò ăn. Người chăn bò mà không biết chỗ nào rành để cho bò ăn thì chắc chắn bò không no được, nó đói và ốm gầy, rồi sẽ không có sữa bao nhiêu cả, không chừng lần lần nó sẽ chết. Vậy thì bây giờ chúng ta người hành đạo mà không biết đường lối cho con bò của ta ăn, tức là gì? Tức là chúng ta không biết hành pháp tứ niệm xứ. Người nào không biết hành pháp tứ niệm xứ để cho cái tâm con bò nó ăn, để nó sống, nó mập mạnh và nó tươi vui, nó đầy đủ khí lực, rồi nó sẽ tiến bước đến nơi an toàn hạnh phúc của nó, thì tức là người không có hành tứ niệm xứ để cho cái con bò nó mập mạnh. Cái con bò ở đây tức là ám chỉ thân tâm của ta. Nếu trong khi ta là người chăn bò mà ta không biết chỗ cho bò ăn thì cũng làm đề nguy hại cho ta vậy. Thì bây giờ đây chúng ta phải biết rõ pháp tứ niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Ở đề này sư muốn giải thích hơi rộng rãi hơn một chút để tiện đây nhân cái khóa thiền này cho các hành giả xuất gia hoặc là các hành giả tại gia cố gắng nghe. Mặc dù trước đây sư đã có giải thích ít nhiều rồi, bây giờ đây sư cũng tiếp tục giải để cho quý vị hành giả nghe chung thêm. Và đồng thời quý vị nam tí nữ nào đương bận công này việc nọ ở gia đình chưa có hành được pháp tứ niệm xứ thì cũng ý thức được, cũng ráng nghe để rồi tùy tiện, hoặc giả là cổ nhiễm thì giờ quý bảo 3 tháng để nhập chung vào trong cái hội hành thiền tử niệm xứ này, ngõ hầu nếm được ít nhiều pháp vị của Phật. Còn bằng không được, suốt ngày đêm trong 3 tháng trọn ở chùa như chương trình đã bạch, thì sư cũng kêu gọi quý ông quý bà nên cố gắng mỗi bữa tối đến chùa, sư sẽ đích thân hướng dẫn quý ông bà hành đạo. Không hành nhiều, chỉ hành một thời bữa tối thôi để cho quen cũng như tập sự. Bởi vì tha sư được biết bên giới Phật giáo nguyên thủy chúng ta rất quý trọng về pháp thiền định. Giới cũng là căn bản, mà thiền định nó lại là căn bản hơn nữa. Muốn biết tâm tỉnh người đó có đổi mới, có cải tiến hay là không, phải nhờ thiền định. Chứ còn dự giới không, nó chưa cải bao nhiêu đâu. Nó cũng cải vậy, nó cũng cải hưởng được phần nào vậy, nhưng mà chưa, đương non nớt lắm. Có khi nó vẫn còn tham lam, sân hận, si mê nặng nề đầy dậy lắm, cố chấp phiền não đủ thứ. Trái lại, nếu người nào hành thiền cho đều đều tinh tấn, có thể nó đỡ được nhiều và nó bớt tốt lắm. Đó là điều mà tin tưởng nhất. Do đó, ở đây sư trình bày về cái pháp tử niệm xứ hơi về phương diện lý thuyết sơ sơ thôi, nhưng mà về phương diện thực hành để cho các hành giả nghe và chú ý. Trước hết,
quý hành giả ngồi vào chỉ niệm có hai điều, tức là khi thở vô cái bụng nó phồng lên, quý vị niệm phồng. Khi thở ra thấy cái bụng ngang chỗ lỗ rũ nó sạc xuống thì quý vị niệm biết sạc. Chỉ có hai cái dễ lắm, coi như là nói chơi vậy thôi, không có chi cả, đơn giản lắm. Coi tật cười ai mới nghe tật cười lắm, nói gì mà phòng sạc nói tật cười lắm. Nhưng mà kỳ thật nó rất thực tế. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tâm của mình nó vô hình vô dạng, khó bắt khó giữ nó lắm. Mà nếu không dùng một cái đề tài hay là cái đề mục, không dùng một cái pháp thì rất khó làm sao mà duy trì nó, để mà trị, để mà dạy nó, răng nó, để mà làm cho nó yên. Cũng như đứa nhỏ, nó hay khóc, hay đòi món này món nọ, nó hay bò dưới đất nó chơi, nó bốc đất nó ăn. Có khi nó xin lỗi, nó bốc những đồ dơ nó ăn cũng có nữa. Có khi nó đãi ra hoặc là nó ỉa ra rồi nó nằm lăn đó, nó chơi, nó không biết dơ, biết sạch cũng có nữa. Đấy. Hoặc giả là nó té từ trên giường xuống, có thể bị đau, bị bệnh cũng có nữa. Người lớn có bổn phận giữ gìn nó, giữ gìn đứa nhỏ, không cho nó té, không cho nó bốc đất. Cũng như thế đó, người hành đạo phải giữ gìn cái tâm, đừng cho nó nhào lăn vào trong tội lỗi, đừng cho nó té vào trong phiền não nghiệp chướng, đừng cho nó dính bám vào trong các cái tập tục phiền não từ xưa nay, mà phải dùng pháp tứ niệm xứ. Bắt đầu ngồi niệm niệm cái đương niệm ngon lành dễ dàng này, tự nhiên cái tâm nó phẳng, nó phẳng, nó nghĩ bậy bạ lung tung lang tang đâu, nó không có nhớ đề mục. Thì khi đó ta phải bỏ cái đề mục phòng sạc này, ta niệm phẳng tâm, phẳng tâm, phẳng tâm chừng một hơi thở rồi ta niệm trở lại. Còn nếu mà không phẳng tâm thì nó lại hôn trầm, nó ngồi vậy làm như buồn ngủ buồn nghe, nó làm biếng làm nhát, nó không chịu niệm vậy đó. Đó là cái điều mà rất dở dang. Rồi ta phải niệm hôn trầm, hôn trầm, hôn trầm một chút cho nó hết, hết cái say là niệm phẳng sạc trở lại. Hoặc giả là đương không phẳng tâm, không hôn trầm thì không không đương ngồi niệm, nó phát sanh tình dục, nó nhớ thương ai đó, tôi phải niệm thương, thương chút xíu nó hết trơn. Hoặc là nó phát sanh tình dục ở trong bản thân, cái mình biết rõ tình dục, tình dục biết rõ chừng cỡ một hơi thở vậy, cái nó hết trơn không còn nữa, nó chế ngự, nó đánh tan mất, rồi cái bắt đầu niệm trở lại. Như vậy lần cái mới mình đủ năng lực mình chế ngự. Hoặc là mình đương niệm vậy, nó phát lên, nó nhớ chuyện gì, cái nó phát sân, nó giận, nó bực mình hay là bất bình, cái mình phải niệm bất bình, hoặc niệm sân à, sân à, sân à, có tiếng à sao để cho nó rõ ràng, biết rõ. Cái này tự nhiên nó hết, sau khi nó hết lâu cái tự nhiên nó không còn nữa, hãy ngồi vô cái nó bắt đầu nó cần định, rồi nó nhập định. Ngồi vô cái nó nhập định, nó không còn phát sanh mấy cái đó nữa. Mà đầu tiên nó phải chuyển thẳng, phải niệm đi niệm lại, niệm đi niệm lại nhiều lần, bất cứ mấy trăm lần mấy ngàn lần cũng phải niệm, niệm cho tới hết. Ở khi mà nó hết rồi, ngồi vô cái bên nó nhập định khỏe lắm. Khi đó thì vui tươi hớn hở, khi đó ngồi vô thôi nó khỏe lắm. Đến đổi mà có hồi nhập định mấy tiếng đồng hồ cũng xả ra, cũng không biết mỏi, không biết mệt, không biết buồn ngủ, không biết gì hết, không biết đói, không biết khát, mà nó vui tươi ngon lành thỏa thích vậy đó. Đó là cái điều mà dễ dàng quỷ bảo cho chúng ta. Tất cả người hành về pháp tứ niệm xứ là cái chỗ cho bò ăn, ví như nói rằng biết chỗ cho bò ăn. Còn cái lại không hành pháp tứ niệm xứ, tức là cái tâm của mình không chế ngự, cái tâm mình không có biết làm sao để mà ngăn ngừa nó, thì năm cái pháp cái hay là năm pháp chướng ngại hồi nãy sư mới nói, có lẽ quý vị đã hiểu rằng là nó khó lắm, nó thay phiên đổi chuyển, nó sanh chứ nó không có êm cho mình. Hãy ngồi vô niệm nó không êm. Bà con ở ngoài đời sợ dĩ mà không thấy là bởi vì cả ngày đến đêm cứ lo tỉnh này việc nọ đâu có thấy. Tới khi nào có ngồi thiền mới thấy cái tâm nó phỏng thế nào, cái tâm nó hôn trầm thế nào, cái tâm nó tình dục bất bình, nó phát sanh hoài nghi, nó phát sanh thế nào, vân vân. Khi đó mới thấy rõ là nó là một điều rất trở ngại. Bây giờ chúng ta hành pháp tứ niệm xứ, tức là ta biết niệm thân, ta biết niệm thọ, ta biết niệm tâm, ta biết niệm pháp. Bên Bắc Kinh, Kinh bên Bắc Tông á, chữ Nho có nói rằng là tứ niệm xứ, người ta ám chỉ ngay là quán thân bất tịnh. Nghĩa là khi nào quán thân bất tịnh, người ta kêu là thuộc về tứ niệm xứ.
và quán thọ thì khổ, nghĩa là khi nào quán thọ thì cứ việc cho đó là khổ, khổ não. Và quán tâm vô thường, khi nào mà niệm đến cái tâm thì thấy rõ là vô thường. Và khi nào quán pháp thì vô ngã, người ta cố định hẳn bốn cái pháp, tức là bốn cái chi thiền, nhưng không phải vậy. Theo cho đúng phương pháp tứ niệm xứ thì cái điều họ nói đó không phải là sai, nhưng mà thiếu. Cần phải nói như thế này mới đủ và đúng. Có nghĩa là thân có thể niệm là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. Thọ cũng vô thường, khổ não và bất tịnh. Và tâm hay là pháp cũng vậy. Bởi vì tất cả thân, thọ, tâm, pháp, bốn cái này không có cái nào bền vững, không có cái nào là an vui tốt đẹp. Nó cũng chỉ là vô thường, khổ não, bất tịnh mà thôi. Do đó ta niệm thân vô thường, khổ não, vô ngã hay là bất tịnh, hoặc là niệm thọ vô thường, khổ não, vô ngã, bởi vì trong thọ nó có thọ khổ, có thọ vui, có thọ vô ký. Trong cái tâm cũng có tâm lành, tâm dữ, tâm vô ký. Mà trong cái pháp cũng có pháp thiện, pháp ác và pháp vô ký. Nhưng ở đây dù thiện, dù ác, dù vô ký đều kêu là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh được. Cho nên ngoài cái sự niệm để cho nhiếp tâm thanh tịnh, để nó trú vững lại, để cho nó đắc định, rồi khi nó đắc định rồi cái tâm nó sáng suốt lắm trong, ta mới dùng minh sát tuệ. Bữa nào các hành giả nào có khả năng, có nhân duyên tu mà đạt được định, mỗi thời có thể nhập định được, thì khi đó sư sẽ bày về cái pháp gọi là minh sát cho. Sẽ bày cái pháp minh sát, tức là cái phương pháp tu huệ. Đó mới đúng cái phương cách tu giới, tu định, tu huệ của Phật giáo Nguyên Thủy, của Phật giáo trên thế giới nói chung. Bao giờ chúng ta hành đúng như vậy, ta tu tập đúng đắn như vậy đó, thì chắc chắn cái bước đường tu của chúng ta nó sẽ tiến hóa tốt đẹp, và con đường giải thoát chúng ta có phần hy vọng, có phần hy vọng, cũng như nó đã mở cho chúng ta một cái tia sáng và tin tưởng rằng ta sẽ đi đến nơi, đến chỗ không lâu lắm. Còn bằng như nếu ta không tu cho thật đúng giới định huệ, trong đó có pháp tứ niệm xứ để đạt đến đạo quả giải thoát, thì là chúng ta sẽ mù mù mịt mịt, không biết đâu, không biết bao giờ, còn bao lâu, mấy đời mấy kiếp nữa, nó mù mù không biết đâu mà nói. Vì hiện tại chúng ta không hành đúng phương pháp, cũng như chúng ta nấu một bữa ăn mà nó thiếu món này, nó thiếu món nọ thì không làm sao nấu đủ. Vậy đó. Hoặc giả có đồ có đạt nhưng mà chúng ta lại thiếu nồi, thiếu lửa, rồi kia vân vân. Do đó chúng ta không tài nào làm sao được. Vì đó mà chúng ta phải cần nương theo chánh pháp mau mau để mà đạt đến đạo quả cao siêu tốt đẹp của ta. Đó là cái điều mà chúng ta mong. Và được như vậy thì đúng với cái câu nói rằng ta biết đường, biết lối hay là biết chỗ, biết nơi để cho con bò ăn. Vì người chăn bò mà không biết chỗ cho bò ăn thì bò sẽ đói. Chúng ta biết chỗ cho bò ăn, tức là chúng ta phải hành pháp tứ niệm xứ. Rồi còn đề nữa, nói rằng là chúng ta nặng hết sữa của bò để cho con bò con không có sữa uống rồi nó sẽ chết. Và đồng thời thường thường cái thủ tục của người nuôi bò đó, họ chỉ nặng chừa lại chút ít để bò con nó bú tiếp tục và nó nhồi tiếp tục rồi mới có sữa tiếp tục thêm nữa. Thì thầy Tỳ Khư cũng cần phải tiết độ trong sự ăn uống, tiết độ trong sự xây xà. Không nên nghe có bổn đạo sẵn lòng giúp đỡ, không nên nghe có những thiện nam tín nữ có đức tin rồi mở miệng ra câu Varana, có nghĩa là yêu cầu rằng là sư có thiếu vật gì trong tử vật dụng, xin sư cho tôi biết để tôi hộ độ. Mặc dù người ta có lời yêu cầu như vậy, nhưng nếu khi nào bất đắc dĩ lắm, việc gì cần thận lắm, nhất là trong khi đau ốm cần phải được thuốc men, hay là trong khi mà y rách cần phải có y lành để người mặc tu cho dễ dàng vân vân, thì khi đó mới là mở miệng xin. Còn ngoài ra mặc dù họ có Varana như vậy, cũng không phải là bữa nay xin món này, mai xin món nọ, mốt xin món kia, cứ tiếp tục làm thế họ phải mất cả đức tin và họ chối rồi trốn một trạm. Thôi còn tài thế
sở dĩ trong luật mà bây giờ có hai cái điều mà Phật cấm không cho thầy tỳ khưu cất cốc lớn đó, nghĩa là nếu cất cốc chung cho chư tăng thì được, bao lớn cũng được, nhưng mà nếu cất cốc riêng cho cá nhân có một vị sư ở thì phải có hạn định, bề ngang bao nhiêu, bề sâu bao nhiêu, chứ không được cất nhiều quá, và cũng không được xây quá nhiều lớp, to nhiều lớp, vân vân. Vậy đó, trong luật có cấm như vậy là vì lý do các thầy tỳ khưu được thiện nam tín nữ của Varana yêu cầu. Cái rồi quý vị ông thì ưng cất cái cốc cho to, ưng cất cho dài, ưng xây theo kiểu này kiểu nọ cho nó đẹp đẽ và nhất là cho to. Hết rồi ông nào cũng chạy đi xin cây, xin gỗ, xin vôi, xin gạch, xin này chơi đủ thứ. Thiện nam tín nữ khác rồi không biết đâu, đến đổi họ đương làm vậy, đương làm vườn, họ thấy ông sư đi xa xa, họ bỏ họ chạy trong nhà, cổ mình đóng cửa lại. Rồi con người họ đương làm công việc là ở bộ rồi họ không chạy được, cái họ đứng là xây lưng lại. Có nhiều lần họ thấy cái bầy bò mới đi đằng xa lỗ dạng, họ tưởng đâu mấy ông sư, họ cũng chạy cổ nữa. Mà thôi cái họ ngỏ ra cái mấy ông bò chẳng phải mấy ông sư vàng vàng giống giống mà không phải. Đến đổi như vậy trong kinh nói rõ ràng. Do đó Đức Phật cấm thầy tỳ khưu không nên nặng sữa bò hết cả sữa, không có cho bà con uống. Có nghĩa là thầy tỳ khưu khi mà muốn xin cái món gì cũng cần nuôi dưỡng đức tin của tín đồ, cũng như con ong mà nó điện nó lấy cái vị của hoa đó, nó không làm cho hư cái hoa đâu, nó chỉ hút lấy cái vị ngọt rồi đem về nó làm mật thôi, rồi cho con nó không đến đổi làm hư cái hoa. Cũng như thầy tỳ khưu không có làm cho hư cái đức tin của tín đồ, nhất là phải tu hành cho tinh tấn và phải giữ giới hạnh cho trang nghiêm tốt đẹp. Và trước hết trong tăng chúng với nhau phải hòa, phải đoàn kết, cả tỳ khưu sa di phải có cái tình từ bi hỷ xả, thương mến lẫn nhau, hỷ xả nhẫn nại với nhau, và luôn luôn nói lên những cái lời đoàn kết xây dựng. Ông nào có lỗi có quỷ phải xây dựng một cách mát mẻ và chân thật, và trước mặt một cách công khai, nhất là xây dựng bằng một cái hành động mát mẻ thì tự nhiên nó tốt đẹp. Và không nên đi nói xấu vị này vị khác để cho tín đồ giảm mất đức tin, ngoài trừ việc ấy đúng sự thật, việc ấy đã xảy ra bằng trời bằng biển thì mình chỉ nói chút ít để cũng như chỉ biết vậy thôi à. Nhưng mà dù không nói cũng không sao nữa, hoặc là không có trách nhiệm, không đáng nói thì có những cái người lớn người ta phổ biến mà thôi. Còn mình nhỏ cũng nên phổ biến nó không đúng sự thật mấy, thì đôi khi nó đâm ra hoang mang thất thiệt, cái đó cũng làm cho giảm đức tin của tín đồ. Cái mà người ta yêu cầu rồi mình xin này xin nọ quá cỡ cũng là giảm đức tin. Rồi cái mà mình ham muốn thế này thế nọ, mình xin hoài, bữa nay mình xin làm cái này, mai mình xin cái nọ, mình sẵn có đủ đồ tốt rồi dùng, thì nó cũng đi đến cái chỗ làm cho giảm đức tin. Có khi nhà người ta nghèo nhưng mà ta có đức tin. Thậm chí trong kinh có chỗ nói nếu thầy tỳ khưu ở phương xa mới đến mà được chư tăng cho biết gia đình của ông A hay là bà A, ông B, bà B gì đó, ông tên gì, bà tên gì đó, ở cái lối nào đó, địa chỉ nào đó, là gia đình người có đạo quả, nếu mà chư tăng biết như vậy, tuyên bố cho biết như vậy, thì các vị tỳ khưu không nên đến cái nhà đó thất thực nhiều lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái ông đó nếu mà có quả tu đầu huần, hay là cái bà đó có đặc quả tu đầu huần, bây giờ thì mình không có hoặc là có ít, cho hồi xưa đó, trong một làng, trong một xóm, chỗ nào phần nhiều cũng có các cái thiền nam tín nữ đắc đạo quả tu đầu huần, đắc quả thánh. Mặc dù trong nhóm thiền nam tín nữ vậy nhưng mà vẫn có đắc quả thánh, tức là quả thánh bực thấp, đắc quả tu đầu huần. Rồi chư tăng ở chùa biết, chư tăng các vị thánh tăng ở chùa biết, tôi mới tuyên bố nói rằng là ở nơi cái xóm đó hay nơi cái đường đó, nơi địa chỉ đó có ông đó bà đó là thánh nhân. Tuyên bố như vậy đến chi? Để cho chư tăng tha phương mới đến không biết á, họ biết. Vì sao vậy? Vì thường thường á, cái bậc thánh nhân á, người ta bổ thí hết của hết cả, người ta không buồn, ta không có buồn cũng chẳng gì hết á, mà đều nó khổ cho người ta. Bởi vì có đường chén cơm khi mấy ông sư tới đi bát cho bên ta đang ta bổ thí hết, người ta nhìn đói khổ. Do đó chư tăng tuyên bố cho biết, thành thử nghĩa là khi nào gặp thì đến thọ vậy thôi, chứ còn không phải là sủng nhau tới. Bởi vì sủng nhau tới bao nhiêu có nhiều cho nên bao nhiêu, là bởi vì cái bực mà đắc đạo tu đầu quần họ tin tưởng và phước đức lắm.
Quý vị cũng từng nghe anh Bảo Hộ Cấp Cô Độc giàu thế đó, mà ông bố thí đến đòi hết. Cuối cùng hai bà chỉ ăn có hai món là cơm tẩm với rau luộc. Có hai món, trong kinh nói rõ. Đến đó ông bố thí hết trơn, trời, kho lộng bao nhiêu ông đem bố thí hết. Rồi còn có, thường chỉ còn có ăn cơm tẩm với rau luộc. Mà trong khi ăn cơm tẩm rau luộc đó, hai bà vẫn còn thỉnh một ngày hai vị sư đến tay ta làm phước. Là cái chuyện lạ thường. Cái hồi mà giàu á, rồi thỉnh một ngày tối thiểu là 2.000 vị sư đến làm phước. Nhưng mà khi mà hết rồi á, thì chỉ còn tối thiểu là thỉnh một ngày hai vị sư đến để trai tăng làm phước. Đó nói về đức tin của bậc hạnh nhân á, đức tin của ông Bá Hộ Cấp Cô Độc là tu đạo hoàng hạnh nhân. Cho nên sau khi cảm động đến cái vị trời mà ở trước cửa là vị trời đó cảm động, nhưng mà lại cảm động ác chứ không phải cảm động thiện. Thế vô ngay nói là thôi, ông bố thí hồi nào giờ nhiều quá rồi, bây giờ đang hết của hết tiền rồi, còn chỉ có cơm tẩm với rau luộc mà còn bố thí gì nữa. À, cái ông Bá Hộ nói vì nào mà lại tặng tôi như vậy. Nói tôi là một vị chi kiên ở trước cái ngõ nhà của ông đây. Thế rồi thì ông Bá Hộ nói tưởng ông là ai cho ông chi kiên ở trước đó, ông ngăn chặn cái việc phước của tôi thì thôi tốt hơn đi chỗ khác ở, đừng có ở đây, ông đừng có gần tôi không muốn gần cái người ác. Cái lời của một bậc thánh nhân, mặc dù ông cư sĩ nhưng mà ông là thánh nhân, thành ra ông nói cái vị chi kiên nó sợ quá, biết làm sao. Bây giờ nói lỡ tội lỗi mà ông đuổi, ông biết làm sao. Tới khi đó mới bay lên trên cõi trời tứ đại thiên vương, nhờ các vị trời tứ đại thiên vương giúp. Thì mấy vị trời tứ đại thiên vương nói cái lỗi của ông lớn quá, mà ông chặt đến một vị thánh nhân mà tôi đâu có dám. Bây giờ ông muốn vậy ông phải lên thỉnh cầu Đức Trời Đức Thích á, ngài có nhiều phương pháp ngài dạy cho. Tôi nghe lời mới lên Trời Đức Thích. Khi lên Trời Đức Thích ông mới nói bây giờ cái đó tôi cũng dám làm sao mà xuống nói với ông Bá Hộ nữa. Mặc dù ông là người nhưng mà ông lại là thánh chứ không phải phàm. Mà cái việc tội lỗi của ngươi thì nó nặng nề rồi, bây giờ tôi không biết nói là sao. Bây giờ tôi bày cho ông cách là trong cái buổi mà ông giàu quá đó, ông ham làm phước, ham tu đó, nước lụt nó trôi hết tám cái kho vàng ngọc của ông mà ông để trôi xuống dưới biển á. Thì bây giờ đây ông dùng cái nghị lực của ông xuống, ông lấy hết cái vàng ngọc đó, ông đang lên bỏ cho đầy kho lại cho ông, với có một số vàng ngọc rất nhiều của các ông bảo hộ xưa kia mà sau này nó cũng trôi, nó lặn xuống dưới biển. Bây giờ xuống lấy hết cái đó bỏ trong vàng trong kho cho ông cho đầy đi, rồi giả làm một cái người tùy viên vào giúp việc cho ông, rồi cho thân mật tiễn cảnh cho ông thương, cuối cùng xin sám hối với ông. Sau khi vị chư thiên đó mới làm y như lời của Đức Trời Đế Thích, rồi ông Bá Hộ khi thấy các kho lẫm nó đầy lại, ông cũng lấy làm hoan hỷ, ông lại bố thí nhiều hơn. Rồi cái người tùy viên thơ từ của ông đó, hầu cận có bộ ngoan quá, dễ thương, ông mới vui vẻ nói chuyện. Thì cái người đó mới thưa thiệt rằng tôi là vị chư thiên ở trước cửa đó, mà có lỡ lời với ông ngăn cản việc thiện, ông đuổi tôi, bây giờ tôi biết ăn năn hối lỗi, tôi làm mọi việc đó và tôi xin thành khẩn sám hối với ông, tha thứ tội. Thế rồi vì ông Bá Hộ đó mới nói tôi xin hoan hỷ và chư thiên nên hoan hỷ với tôi. Vậy thì bây giờ đến mỗi lần tôi làm phước cũng như là thiên tử làm phước vậy đó, tức là hoan hỷ đồng phước với nhau, rồi xin mời chư thiên hãy ở lại trước cửa nhà tôi cho vui. Như vậy đến đội người có đức tin ta làm phước mà chỉ còn ăn cơm với rau luộc mà ta vẫn thỉnh hai vị tăng đến làm phước trai tăng, đến đội mà chư thiên còn nóng lòng phải cảm ngăn vậy. Nhưng đó cho nên nói rằng là người chăn bò không nên nặng hết sữa bò để cho không có bò con uống, có nghĩa là thầy tỳ khưu không nên làm hư đức tin của tín đồ. Bữa nay xin món này mai xin món nọ làm cho hư hỏng đức tin, hét rồi người ta trốn chùa luôn, ta không dám đi làm phước phần nữa. Vậy. Còn đề thứ 10, từ thứ 11 là không biết khao thưởng hay là chăm sóc cái con bò chúa đàn. Bởi vì con bò chúa đàn tức là phụ huynh, tức là thủ lĩnh của cái đàn bò, cũng như các vị cao tăng, thầy tổ, các vị thủ lĩnh, mình cần phải có cái phần tôn trọng, kính nể và chăm sóc. Không nên vì lẽ gì mà phải làm cho gây tội lỗi, hoặc là mình bất đếm đến thầy đến tổ, hoặc bất đếm đến cái bậc trưởng thượng. Bởi vì chỉ có những bậc trưởng thượng, bậc thầy tổ đàn anh
mới là người hướng đạo, mới là người chịu sao tầm mũi để mà chịu tất cả và gánh vác tất cả và hy sinh làm mọi cái việc lợi cho bản thân cũng như lợi cho toàn thể, cho đạo pháp hay là ảnh hưởng tốt cho dân tộc. Thành thử chính cái những cái bậc mà thủ lĩnh hay là những cái bậc đàn anh là sư trưởng, là bậc kêu bằng thầy tổ, thì luôn luôn chúng ta phải có một cái sự chăm nom cung kính, không vì một lẽ gì cá nhân tự ái hay là có một cái gì rồi đến nỗi phải xúc phạm, hoặc là ta xem thường, ta không có ủng hộ, không có tận tụy nghe lời cung kính, thì như vậy nó sẽ không được kết quả tốt đẹp vậy đó. Và nói tóm lại là khi mà chúng ta tu trong cái đạo, tức là ta phải bảo tồn cái đạo nói chung, còn nói riêng tức là các vị thầy tổ, các vị trưởng thượng, các vị đàn anh ta phải tôn trọng. Ngay cả thiền nam tín nữ ở bên Miên Điện, sư đã có nhắc một đôi lần, bên Miên Điện sau khi ngài mãn hạ đó, cái ông bác sĩ già cỡ chừng lỗi 90 tuổi mà ông chỉ có một người con gái thôi, người rể của ông cũng là bác sĩ ở chừng lỗi 60-70 tuổi, cái ông 90 tuổi đó hồi Phật giáo ở bên Miên Điện hơi suy đồi, thì chính ông là người đứng ra tổ chức cái hội Phật giáo Miên Điện, và ông làm chùa, lập trường thiền định này kia một cách tích cực, lo lắng để sao cũng nhờ ông đó mà sao thành cái hội đó mới tổ chức cuộc cái tập Tam Tạng lần thứ 6 to lớn tại Ngưỡng Quang đó. Và bây giờ tất cả các việc Phật sự mà được tốt đẹp ở Miên Điện cũng do cái ông bác sĩ đó. Thì ông làm cái nhà 4 tầng và ông có chừng cỡ 7-8 mẫu đất, rồi ông làm cả cái trường thiền định, ông dân cũng cho Phật giáo, và cái nhà của ông cũng cúng rồi. Sau khi ông chết là cái nhà đó trở thành cái nhà của giáo hội. Còn trong khi vợ chồng còn sống thì ông vẫn ở nhà đó. Mỗi khi đại hội việc giáo hội cư sĩ, ông hai chân kẽm không đi được, người ta phải để nơi cái ghế, ta khiêng ông tới nơi giảng đường, mặc dù ông già cả vậy mà ta cung kính tôn trọng lắm, ta nghe lời chỉ dẫn, đó là cư sĩ. Rồi tới cái ngày mãn hạ, sư thấy một số cư sĩ họ đem hoa rồi tới rồi bất ngờ sư ngồi đi hành thiền, đi kinh hành ăn cốc lệ ngay qua cái nhà của ông, thấy họ đảnh lễ hai ông bà. Cái sư mới hỏi tại sao phong tục Miên Điện lại có cái phong tục đảnh lễ cư sĩ, cho họ nói đặc biệt riêng hai ông bà đó, người ta cung kính như là thầy tổ, người ta cung kính như là một bậc đàn anh xứng đáng. Thế rồi người ta có vẻ sùng mộ cung kính. Sau khi ngài mãn hạ đó của chư tăng, hai ông bà cũng giữ giới hạnh trong sạch, cũng tham thiền đúng đắn, cho nên Phật tử cư sĩ ta đến ta thăm và ta lễ bái, ta tôn trọng coi như là bậc thầy tổ, bậc đàn anh vậy đó. Ở đây sư không có đòi hỏi đến như vậy, nhưng mà khuyên tất cả các Phật tử nên coi các cái bậc đàn anh, ngay cả những cái người cư sĩ tại gia mà lo lắng công việc, mình cũng có một cái tâm kính nể và vui vẻ, chẳng nên vì một lẽ này hay vì một lẽ nọ rồi mình đặt bài đặt chuyện ra, mình nói những là làm cái này làm cái nọ, hoặc là ông đó xấu như vậy hay tội lỗi kia vân vân, mình đặt tuồng bụng ra mình nói, và nó vô tình mình hại đến cái đoàn thể của mình hại đến cái đạo của mình. Cũng như các vị sư tăng cũng vậy, tất cả các cái vị nào mà tu đúng đắn mình nên khen tặng tôn trọng, đành rằng các ngài cũng làm sao mà hoàn toàn hết bởi vì chưa phải thánh tăng, nhưng trong các ngài có nhiều điểm tốt, nếu có điểm nào xấu ta dẹp nó bên cái đã, được không thả sẽ nhắc nhở, sẽ nói sao, còn ta nhắm vào những cái điểm tốt của các ngài để ta tán dương công đức, để rồi ta cung kính tôn trọng. Được như vậy tức là ta bảo tồn cái đạo, mà đồng thời ta bảo tồn những cái bậc đàn anh của ta, bậc thầy tổ của ta. Được như vậy thì các ngài mới siêng năng tội nghiệp, thương mến ta, quý trọng ta, và tận tụy hy sinh để mà dìu dắt, để mà tu hành cho đúng đắn và dìu dắt cho ta trên con đường đạo hành thanh cao. Do đó cho nên cái điều thứ 11 nó nói rằng người chăn bò biết không biết chăm nom săn sóc hay là khao thưởng cho con bò chúa đàn, thì thầy tỳ khưu nào mà không biết như vậy cũng không nếm được cái vị ngon. Vì lẽ thường cái vị ngon của bò tức là sữa mà không nếm được, cũng như vị ngon của trong đạo tức là pháp giải thoát, mà nếu chúng ta không hành đúng theo 11 phương pháp đó, chắc chắn chúng ta sẽ không nếm được cái vị ngon tức là pháp giải thoát vậy.
thời pháp đến đây tạm chấm dứt. Và sau khi dứt thời pháp này, xin hồi hướng quả phước thanh cao đến tất cả chư thiên và nhân loại, nhất là chư thiện nam tín nữ được dẫn mạnh tín tâm tu hành tinh tấn, và cầu nguyện cái phước này cho các vị sư cũng như chư thiện nam tín nữ nào có chỉ hành trong ba cái tháng trong cái khóa thiền tử niệm xứ ở tại đây. Mong cho quý vị đó có một đức tin mạnh dạn, đầy đủ nghị lực để tinh tấn tu hành, cho đạt được cái quả vị cao siêu, nếm được một phần nào pháp vị quý báu của nhà Phật, nhất là trong pháp tử niệm xứ này. Và nhờ chư thiên ở gần nơi đây ngăn chặn tất cả những việc sự gì rủi ro tai hại đừng có phát sanh đến toàn thể trong dân tộc Việt Nam nữa, và nói riêng ở chư tăng và thiện nam tín nữ tại Đà Nẵng này, hay là tại nơi tăng ở tại đây, nhất là các bậc hành giả đó, hãy được có một cái phước duyên tu hành dễ dàng, không gặp điều chi khó khăn trở ngại. Dù người nào có nghiệp duyên gì chút ít thì cũng nhờ phước lành này, cũng nhờ chư thiên hoan hỷ ngăn chặn để cho họ hành đạo được dễ dàng, không có xảy ra chuyện chi đáng tiếc. Và nhất là phải nghe lời thầy dạy để cố gắng đạt được cái mục đích. Bởi vì quý bà con, nhất là quý thiện nam tín nữ, thường thường ở nhà có khi nào mà thức khuya dậy sớm như bây giờ đâu. Bây giờ đã 2 giờ khuya đã thức dậy, và thức như vậy ngồi mỏi đi kinh hành mỏi đôi ba lượt rồi nằm, nhưng mà tuyệt đối không cho ngủ, rồi thức suốt cho tới 10 giờ đêm sau mới được đi ngủ, rồi 2 giờ thức dậy. Đó là một chuyện có thể gọi là kỳ công, mà cũng là một cái chuyện có thể gọi là tinh tấn nhất trong đời. Rồi chắc hẳn như vậy, nếu quý vị nào nghe lời sư dạy mà hành đúng theo cái phương pháp của trong nhà Phật, mà do Phật giáo bên Miến Điện đã làm, sư đã thực tập ở trong trường tại chùa Thathanajita ở Rangoon đó, thì là quý vị hành như vậy, mà bao giờ hành đúng chương trình, sư tin chắc rằng trong vòng 3 tháng quý vị sẽ có được nhiều cái kết quả tốt. Thời pháp đến đây cũng xin tạm dứt ê văn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.